Tiếp theo là combo 21 nha quý vị, cũng 10 cây 220 luôn ha. Anh nào mua vô lòng chuyển trước 100k, còn lại shipper tôi hộ. Cái này siêu lùng không à nha, tôi làm cái siêu lùng nè quý vị, thấy cái chút chiếu luôn không? Đó ha. Rồi một cây nha. Giờ này 4 giờ nó không có nắng nha quý vị. Cây này cây số 2 đẹp lắm nè, bung cái tàn ra luôn nè, đế nó nè. Đó, vậy ha. Hai cây. Cây số 3 sumo lùng luôn nè. Số 4 nè, mấy cái này rễ đẹp không à. Số 5 lùng luôn nè. Sumo lùng. Số 6 rễ đều ra luôn nè ha. Số 7 quái nè nha. 8 rễ cũng đều đều luôn nè. 9 nè. Số 10 nè. Mấy cái này về ôm đá vô tư nha quý vị. Ôm đá giống cây này nè. Đó, vậy đó ha quý vị ha. Về vũ hết nó ra, nó rễ nó dài xuống đây nè. Ôm vô cục đá quấn vô, trồng vô lại. Rồi xuống luôn ha quý vị ha.